Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục đi đánh cái con chim di. Trong một cái buổi đi đánh chim di thì cũng xin chia sẻ đối với anh em là cách sử dụng lưới để đánh chim di. Đối với cái con chim di này thì anh em nên sử dụng cho mình là lưới mắt 2,5 nhé. Đấy, mắt 2,5 để khi con chim nó vào này. Đấy mình gỡ được. Đấy còn lưới thì anh em cứ sử dụng cái lưới 8 diềm 7 túi. Đấy, 8 diềm 7 túi thì về cái thịt này nó rất là sâu này. Khi con chim nó đóng xuống thì nó rơi vào tầm khoảng 20 phân. Đấy, hơn 20 phân thì mới lên được cái mép giường trên này. Đấy thì con chim nó không trèo ra được anh em nhé. Mà khi mình gỡ nó cũng dễ. Đấy, ngày hôm nay thì đánh đàn đây thì nó cũng có tầm khoảng hơn 100 ấy. Nhưng mà quật chắc được đủ rồi anh em. Đấy, còn một ít di đen nữa ở bên trên thôi là không đánh được. Đấy, đối với đánh tay lưới, khổ lưới thì ví dụ như một cái ruộng to như thế này. Thì anh em có thể là chơi một tay nó dài tầm khoảng 40 mét. Đấy, một 40 mét không thì cứ ngắn thì anh em có thể là chơi một tay tầm khoảng 20 mét như cái tay ngang này. Đấy, tay ngang lại được khá là nhiều, tay ngang phải được tầm khoảng trên 30 anh em. Rất là nhiều. Đây anh em xem. Đấy, cực kỳ là đông luôn. Còn về đóng lưới thì lên đóng khóa như thế này. Đấy, đóng khóa như này thì nhiều con nó phải phi qua đây đấy anh em. Đấy, đàn đông một những con khôn nó phi qua đây này. Đấy, lưới thì sử dụng lưới 8 diềm 9 túi. Đây là những cái con di lâu này, di lâu đây. Chim vẫn đang về, di đen về muộn lắm anh ạ. Ở khu vực kia thì anh Chiến đang ngồi bên kia đánh nha. Đây quay cho anh em, khu vực đây được khá là đông. Di đen đánh khôn lắm anh em, nhưng mà vẫn dính nha. Đây, mấy con di lâu. Đây, hai này. Đông đi, chỗ này mắc 4-5 con. 4 con. Loại này nó bé hơn là di lâu anh em. Nhưng mà giá cả của nó vẫn như nhau. Ở Bắc Giang là được 7.000 đồng cho một con. Đấy, chim này. Đấy, lưới thì có anh em nào có nhu cầu lưới thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Đấy, lưới thì rẻ lắm. Cái loại lưới cao như thế này thì mới có 10.000 đồng trên một mét thôi. Đấy, cực kỳ là rẻ mà đánh hiệu quả. Đấy, cái này chịu lưới luôn. Đấy thì sử dụng cái lưới như thế này là đánh là những cái diềm trên, diềm dưới đều được. Đấy, bên này thì được chắc tầm khoảng 70 cánh này. Cái này đánh 40 mét anh em. Rất là nhiều. Nói chung là lưới cánh này mắc đen luôn ấy. Đây. Núc nhúc à. Nói chung là đánh lưới này không có lối thoát anh em. Vào là dính, gọi là lưới tăng hình đấy. Đàn nào bật về thì mình đánh đã được rồi, với cả nó xuống ăn thì lại đuổi. Đây dí lâu đây. Cực kỳ là nhiều luôn. Đấy anh em tham khảo nha. Sử dụng lưới thì anh em nên sử dụng cái lưới là 8 diềm 7 túi. Cũng như là về cái mắt của nó thì anh em nên sử dụng cái mắt 2,5. Đấy, khi con chim vào thì gỡ dễ. Đấy, chỗ này có trên 50 anh em. Đấy. Đã mà con ngà. Nhiều thật. Đàn nhiều lắm. Mạnh mắc từ giường trên xuống giường dưới. Đây, quay cho anh em xem nhé. Chi chít kiểu như mạng nhện. Con dưới con trên và cánh này nó còn tầm khoảng gần 30 mét đấy. Đấy, một video thì trong buổi đi đánh di thì cũng xin chia sẻ đối với anh em nào mới chơi để cách chọn cái lưới để đánh chim di cũng như là cách khóa những cái đầu lưới vào. Anh em nào xem cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với anh em nào mà có nhu cầu mua lưới thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em. Và bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.